Một ngày trải nghiệm những đặc quyền dành cho chủ tịch trên nội thất Kia Carnival với gói độ cực khủng sẽ như thế nào? Mời anh em cùng theo nhé. Và hôm nay Hằng sẽ không review nội thất màu cam. Hôm nay Hằng sẽ mời anh em cùng chiêm ngưỡng một gói nội thất cực khủng lên đến 400 cổ với tông màu kem cực kỳ sang và nhẹ nhàng. Mời anh em cùng chiêm ngưỡng. Là muốn gì được nấy với trợ lý Hồng Y. Hồng Y ơi, em đây. Bật không trọng lực. Bật không trọng lực. Với chức năng này thì giúp cho những chuyến công tác xa nhà trở nên êm ái theo đúng phong thái của chủ tịch. Vừa thông minh vừa sang trọng lại vô cùng lịch lãm với tông màu kem nhẹ nhàng thanh thoát với mẫu ghế Crystal 4.0 phiên bản Pro của Hồng Y. Và anh em lưu ý là hiện tại chỉ có hàng chính hãng của Hồng Y mới có chức năng điều khiển bằng giọng nói. Nên anh em khi mà nâng cấp nội thất limousine của Hồng Y thì nhớ là nâng cấp tại đại lý chính hãng của Hồng Y nha, để được hưởng những đặc quyền chính hãng và có đầy đủ tính năng ra lệnh giọng nói. Vừa nghỉ ngơi thư giãn lại có thể làm việc đa di năng với bàn xếp ở phía trước. Chúng ta vừa có thể làm việc, vừa có thể ăn uống và có sạc không dây ở đây. Đồng thời còn có sạc không dây ở trên ghế vị trí này. Ngoài ra thêm một tính năng đó là sẽ có hộc để ly cho anh em thoải mái được nữa. Và ở đây thì anh em có thể xoay ghế ra phía sau 360 độ để có thể đàm phán cùng đối tác bạn bè, hoặc là có thể nghỉ ngơi trên sofa bed ngả thành giường với 180 độ. Phía trên là một bầu trời sao lấp lánh cùng một hệ thống giải trí vô tận với màn hình đa phương tiện kết hợp với một hệ thống loa Bowie cực khủng đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Và đặc biệt tại Pro Tour sẽ có giám đốc kỹ thuật là chuyên gia nước ngoài sẽ trực tiếp giám sát tất cả các hạng mục thi công, đảm bảo mang tới sự hài lòng tuyệt đối cho anh em. Nãy giờ Hằng đã trải nghiệm những đặc quyền dành riêng cho chủ tịch. Mời anh em cùng xem lại gói độ full nội thất limousine cho chiếc Kia Carnival này.